Chào quý vị, mọi nội dung trên kênh này đều được bảo vệ bản quyền trí tuệ. Vui lòng không sao chép hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của video để tránh những hậu quả không mong muốn. Xin cảm ơn. Chào quý vị, khi mà mình đến tuổi 65, mình có cần gia nhập Medicare hay không? Ở đây mình nói, nếu mà mình không cần gia nhập, mình gia nhập thì có thể là bị tốn tiền ha. Uh, mình sẽ nhìn Vài tình trạng một tí Để xem coi mình có cần Hay là có nên gia nhập hay không nha Đây là mình nói là có Có cần gia nhập hay không uh, Có bị phạt hay không uh, Vân vân ha Thì có một số quý vị đó Khi mình làm việc mình thấy có nhiều quý vị Đến tuổi 65 mình không có biết rằng là mình Có phải gia nhập Có cần gia nhập liền hay không Hay là mình có thể trì hoãn À, chị Hoãn thì có bị phạt hay là có bị gì không trong khi có thể là mình có bảo hiểm này bảo hiểm kia vân à, vân khi mà mình đến tuổi 65 à, là mình đáp ứng được cái điều kiện điều kiện tuổi để mà gia nhập ha quý vị tất nhiên là mình có thể gia nhập Medicare tuổi sớm hơn nếu mình có tình trạng bệnh tật à, được công nhận tượng sinh xã hội còn không thì phải 65 tuổi mình mới gia nhập đây là cái mà mình cũng trả lời lại cho những quý vị có những câu hỏi, chẳng hạn như là tôi mới qua Mỹ hay là ba mẹ tôi mới qua Mỹ được vài năm có thể gia nhập Medicare không? ha? thì Medicare mặc dù mình đáp ứng được điều kiện về tuổi, xâm lâm, nhưng mình phải đáp ứng được một trong hai điều kiện khác về thời gian. có nghĩa là nếu mình còn là thường trú nhân thì mình phải sống ở Mỹ 5 năm trở lên mình mới gia nhập được, hoặc là mình có quốc tịch Mỹ thì phải đáp ứng được một trong hai cái này thì mới có thể gia nhập được Medicare mặc dù mình đạt được cái độ tuổi để gia nhập ha thì Medicare đó nếu mình đáp ứng được cái này thì Medicare có hai phần chính phần A là phần bệnh viện phần B là phần mình đi khám bác sĩ phần ngoại trú rồi mình đi về ha phần A mình muốn nói về cái này một tí à, thỉnh thoảng có một số quý vị nghĩ rằng là ồ nếu mà tôi gia nhập những cái phần này là phải có đầy đủ tính chỉ hết mới gia nhập nha. Được. Thì cái đó là chỉ liên quan đến cái phần A nếu mà mình lãnh miễn phí đó. Không có đóng gì mỗi tháng đó. Là mình phải có làm việc. Mình đã làm việc và có 40 tính chỉ rồi. Thì 40 tính chỉ tương đương với 10 năm mình đã làm việc và đóng thuế. Uh, hoặc là nếu mình không có thì mình có thể dùng tính chỉ của vợ hay chồng mình để mà gia nhập nha bao gồm vợ chồng hiện tại hoặc là vợ chồng đã ly dị và đáp ứng được một số điều kiện chẳng hạn như là cuộc hôn nhân ấy phải kéo dài 10 năm trở lên đó. hoặc là vợ chồng đã qua đời cũng có thể dùng tính chỉ của những người đó để gia nhập vào Medicare được thì không có đóng phí gì hàng tháng còn không đó là mình phải mua mua tùy theo số tính chỉ mình có là bao nhiêu à, nếu mình có mà ít không một đến đến 29 tính chỉ thì mình phải đóng rất là cao 505 đồng một tháng à, vân vân ha đó. thì về phần A là như vậy nha còn về cái phần B đó nó không có liên quan đến tính chỉ mình làm việc và đóng thuế có nhiều về bị phạt nó rằng ô tôi đâu có đúng mua tính chỉ đâu sao phạt tôi phần B cái phần B nó không có liên quan đến tính chỉ cái phần B này đó khi mình làm việc đó Mình không có đóng thuế cho cái phần B Mình làm việc đó Cái phần thuế FICA Mà mình làm việc được rút ra tổng cộng là 15.3% đó Thì bao gồm cho an sinh xã hội là 12.4% thì phần còn lại là 2.9% là liên quan đến Medicare phần A, có nghĩa là phần A ở đây hả quý vị? thì mình làm việc mình đã đóng thuế cái phần A thôi nha. Nên khi mà mình đủ tính chỉ thì mình lãnh nó miễn phí. Chứ ờ uh, như quý vị đã không được cập nhật uh, thì nghĩ rằng là mình làm việc mình đã đóng thuế rồi. Mình không có đủ tính chỉ, mình chưa đủ tính chỉ để mình lãnh nó uh, hoặc là mình đủ tính chỉ rồi mà tại sao phần B phải đóng? Thì cái phần B này cái lệ phí là mình phải đóng là 174 bảy 70 cent một tháng. Đây là cái giá phổ thông nhiều người đóng. Nếu mình có thu nhập cao của hai năm trước thì giá đóng cao hơn ha. Và đại khái là như vậy, là một số quý vị được hỗ trợ từ tiểu bang của mình qua chương trình Medicaid, medical Medicare Savings thì không có trả cái này ha. Thì hãy lưu ý cái này không có liên quan đến tính chỉ nha. Cái này có gia nhập hay không? Thì tùy theo mình đủ tính chỉ hay không để mình gia nhập nó như vậy một số quý vị mình muốn nhìn vào cái phần A này một tí có một số quý vị mà khi đi làm và mình có bỏ tiền vào một cái tài khoản để mà giúp cho dịch vụ y tế đó HSA đó ví dụ như mình làm được là cái lương của mình được rút ra rồi bỏ tiền vào đó một năm mình dùng con số ví dụ thôi quý vị 1.000 đồng này, để mà mình sử dụng vào những cái chi phí y tế, có thể là mình đang đi làm, mình có một cái bảo hiểm từ công ty của mình, và bảo hiểm ấy nó có cái phần deductible cao. Đó. Thì chính phủ và công ty đó, có thiết lập đó thì chính phủ cho phép mình có thể có nghĩa là mình miễn thuế cái phần tiền mình bỏ vào đây nè mình miễn đóng thuế ví dụ như thuế của mình 20% phần uh, trong năm đi mình không có đóng mình được bỏ vào cái chương mục này rồi khi mình sử dụng những dịch vụ y tế mà tốn kém thì mình rút từ cái quỹ này ra để mà trả cho uh, những cái chi phí đó mà uh, mình có ha liên quan đến y tế thì khi mà một số vị mặc dù có đầy đủ tính chỉ nha, 40 tính chỉ rồi đó Mà mình gia nhập cái phần A như vậy đó là mình không có còn đáp ứng được điều kiện để mà tiếp tục uh, duy trì cái tài khoản HSA này hả quý vị Nên một số vị mà có cái tài khoản HSA đó uh, Savings như vậy đó Health Savings như vậy đó Thì hãy lưu ý nha Mình gia nhập phần A là mình không có còn được sử dụng uh, tiếp tục bỏ vào tiền ở trong như vậy nữa ha. Thì đây là một cái mà mình khuyên những quý vị nào mà có những cái tài khoản như vậy thì nên um, trò chuyện thêm với công ty của mình về cái cái đề tài này để rõ ràng ha. Còn những quý vị khác thì khi mà có 40 tính chỉ thì hầu hết là những quý vị gia nhập cái phần A này bởi vì nó miễn phí không có đóng gì hết. Ha. Còn cái phần B này thì có nhiều câu hỏi uh, nhận được không chẳng những là ở channel nhận được mà khi làm việc mình cũng thấy rất nhiều quý vị có những câu hỏi hỏi rằng là ồ oh, tôi có cái bảo hiểm ABCD như vậy đó. Bảo hiểm từ ACA Obamacare hay là bảo hiểm uh, mua riêng uh, nơi này nơi nọ uh, v vân vân. Hoặc là tôi rời khỏi Mỹ tôi ra nước ngoài tôi có cái bảo hiểm uh, mua ở quốc gia này quốc gia kia như vậy thì tôi không gia nhập phần B ở tuổi 65 có được hay không nha quý vị không gia nhập không sao Medicare không có ép mình phải gia nhập tuy nhiên sau này nếu mà mình gia nhập vào cái phần B ở tuổi cao hơn 65 mà mình không đáp ứng được một cái điều kiện duy nhất thôi chỉ có một điều kiện duy nhất thôi là từ tuổi 65 trở lên nếu mà mình không gia nhập cái phần B này thì mình phải có cái bảo hiểm từ công ty của chính mình làm việc hoặc là vợ chồng mình làm việc và mua cho mình và công ty ấy phải có ít nhất là 20 nhân viên trở lên nha. Thì mình không cần gia nhập liền. Mình có thể trì hoãn để sau này khi mà cái bảo hiểm này chấm dứt hoặc là nghỉ việc từ công ty ấy thì mình có thể gia nhập vào cái phần B ở cái 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 tuổi cao hơn 65 mà không có bị phạt 10 phần còn không thôi là mình sẽ bị phạt 10 phần như vậy cho cái giá ở thời điểm mình gia nhập cộng vào mà bị như vậy đó là 10 phần trăm cho mỗi năm nha nếu mà bị 2 năm có nghĩa là 20 phần trăm cộng vào và mình sẽ bị phạt suốt đời hả quý vị thì đây mình muốn nhấn mạnh lại là cái tình trạng duy nhất không bị phạt là bảo hiểm từ công ty nha công việc. Để một số vị nhiều cái video mình làm về đề tài này mình đưa ra thì một số vị hỏi lại, ồ tôi nghe nói là bảo hiểm từ công ty mới được như vậy thì tôi về Việt Nam tôi mua bảo hiểm ở Việt Nam hay là tôi có cái bảo hiểm Obamacare ACA có được hay không nha? thì như mình nói là cái phần B chỉ có điều kiện duy nhất. Này là không bị phạt như vậy thôi nha. Đó. Nên, cái đó là cái mà cần lưu ý ha. Và khi mà mình có cái bảo hiểm như vậy là mình có cái khung thời gian 8 tháng. Sau khi cái bảo hiểm đó chấm dứt. Từ công ty chấm dứt. Hoặc là mình ngừng làm việc. Cái nào đến trước. Thì... 8 tháng điểm từ cái thời điểm đó ha. Khi mà mình nghỉ việc đó, khi một số quý vị nghỉ việc thì có cái bảo hiểm từ công ty của mình có thể mình vẫn còn mua, có nghĩa công ty mình còn cho mình mua cái bảo hiểm ở công ty của mình, cái Cobra chạy tiếp nha. Thì hãy lưu ý này đó, cái Cobra này đó thì bây giờ mình cho ví dụ, mình dùng 1 tháng 1 2024 cho dễ tính ha quý vị. Đó, nghỉ việc, ngừng việc nha. Không có còn đi làm nữa. Đó, mình ngừng làm việc Rồi mình cũng ngay ở đây Mình bước vào tuổi 65 luôn 1 tháng 1 năm mình bước vào tuổi 65 luôn Như vậy thì mình có cần gia nhập Cái Medicare phần B liền hay không Phần A tất nhiên là miễn phí mình nên gia nhập Nhưng mà bây giờ cái phần B Mình có cái Cobra này chạy được 12 tháng nữa đi Đó. Cái Cobra nó tiếp tục chạy 12 tháng nữa Có nghĩa là cái bảo hiểm này nó không có hết Cái Cobra này nó không có hết cho đến cuối năm hay là dùng là 1 tháng 1 2025 nó không còn đi như vậy thì mình có thể đợi đến 1 tháng 1 2025 mới gia nhập vào cái phần B không không hả quý vị nếu quý vị muốn sử dụng cái Cobra bởi vì thấy rằng cái Cobra mình đang chạy nó có lợi hơn là mình gia nhập cái Medicare liền đó thì hãy trì hoãn không có cần gia nhập cái Medicare liền nha đây là một cái mà mình thấy một số vị nói rằng Tôi có cái Cobra từ công ty cung cấp. Nó còn chạy được cho 12 tháng. À, nhưng mà tôi ngừng việc. Thì tôi phải gia nhập Medicare liền. Thì hãy lưu ý họ cho mình 8 tháng. Từ cái lúc mình nghỉ việc. Hoặc là cái bảo hiểm công ty của mình ngừng. Thì mình thấy rằng đó, mình còn được tiếp tục cái Cobra này cho 12 tháng đó. Thì mình để nó chạy 7, 8, 7 tháng sau đi đang được tốt hơn phải không quý vị có thể là mình trả phí ít hơn là cái phí Medicare bởi vì Medicare phần B trả có 80 phần trăm thôi mình phải trả 20 phần trăm nào là phải mua thuốc nữa mà mình đang sử dụng cái y tế từ công ty của mình rồi mình ngừng mình gia nhập cái phần B và phần B trả ít hơn như vậy thì mình sử dụng cái này cho đến gần hết 8 tháng thì mình mới chuyển qua cái phần B là đỡ hơn ở đây mình nói là những quý vị này mà thấy tốt hơn như vậy không cần gia nhập liền đợi thời gian sau như vậy gia nhập sẽ tốt hơn hả quý vị Alright. cái khác nữa mình thường nhắc quý vị là liên quan đến cái bảo hiểm ACA cái Obamacare đó từ chính phủ đó, đó. cái này để nó cũng không có thay thế cho cái tình trạng là mình có cái đó mình không gia nhập cái phần B tuổi 65 bởi vì mình vẫn còn có cái này ha quý vị là không có tránh được tình trạng bị phạt 10% nha cái điều kiện nào mà tránh được cái tình trạng bị phạt không bị phạt 10% chỉ có một điều kiện duy nhất là mình chia sẻ ở đây thôi không quý vị là phải có cái bảo hiểm từ công ty của chính mình hoặc là vợ chồng mình làm việc là phải có từ 20 nhân viên trở lên ha còn cái này thì không có loại mình ra mà không bị phạt hả quý vị? Thường thường á, nhiều quý vị nói rằng cái luật chính phủ cũng kỳ. Cái chương trình ACA này cho phép mình tiếp tục giữ trên cái tuổi 65. Thường thường mình đến tuổi 65 đó mà mình đáp ứng được điều kiện để mà gia nhập phần A miễn phí. Có nghĩa là không có đóng gì hàng tháng hết. Có nghĩa là đã có đủ 40 tính chỉ để lãnh miễn phí rồi. Thì cái chương trình chính phủ này sẽ không có hỗ trợ trả cái phí nữa. Ví dụ như cái bảo hiểm mình mua từ cái ACA này đi à, Lệ phí là 1.000 đồng một tháng Nhưng mà dựa theo thu nhập của mình Mình được hỗ trợ 900 tháng Mình trả chỉ có 100 thôi trăm 100 đồng tháng nào giờ thôi Có nghĩa là mình có cái ACA này nào giờ trước tuổi 65 Mà bây giờ mình đến tuổi 65 ha thì đến tuổi 65 đó thì thường thường là họ sẽ, sẽ sẽ đá mình ra nếu mà mình đáp ứng được điều kiện để nhận phần A miễn phí còn không thì họ cho phép mình tiếp tục giữ và họ sẽ tiếp tục hỗ trợ 900 đồng tháng như vậy. Mình trả 100 đồng thôi. Cho đến khi mà mình có đủ 40 tính chỉ để nhận cái phần A miễn phí thì họ kêu mình phải gia nhập cái phần A. Còn không gia nhập mà lỡ mà họ trả lố rồi mình phải trả ngược lại nha. Mình có thể giữ cái bảo hiểm này nhưng mà không được hỗ trợ nữa, trả mình phải trả hết ngàn đồng tháng ha. Thì hãy lưu ý cái này là liên quan đến phần A thôi, không có liên quan đến phần B nha. Cái phần B là nó không có liên quan đến tính chỉ. Và cái bảo hiểm này nó cũng sẽ không có thay thế cho cái 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 phần B mà loại ra cái điều lệ mà họ không phạt mình 10% về sau ha. Nên cái đó là mình khuyên cần lưu ý ha quý vị. Alright. Những quý vị khi mà mình đến tuổi 65 đó mình không có bảo hiểm từ công ty của chính mình hay vợ chồng mình làm việc mua cho mình có thể là cái thu nhập của mình à, ở thời điểm đó mình lãnh hưu cái tiền hưu của mình khiêm tốn không có cao không có những thu nhập nào khác hết rồi mỗi tháng mình phải trả như vậy 174 đồng 70 sen một tháng như vậy đó thì cái giá nó cũng khá khá cao khấu trừ đi từ cái phần tiền hưu của mình thì nó ảnh hưởng đến mình khả năng mình chi trả những chi phí mình có hàng tháng thì mình khuyên hãy nhìn vào những cái chương trình ở tiểu bang của mình có ví dụ như Medicaid, Medicare hay là Medicare Savings vân vân những chương trình đó mình đáp ứng được điều kiện thì mình có thể gia nhập và họ hỗ trợ trả những cái này cái phí như vậy và những phụ phí khác mà Medicare chừa lại luôn thay vì mình không gia nhập rồi sau này đó khi mà tuổi mình càng cao đó thì cái cái, cái cơ hội cái phần trăm mà mình cần những dịch vụ y tế đó, là nó càng tăng thì khi mình đến tuổi cao mà mình cần những dịch vụ y tế mình quay ngược lại mình gia nhập như vậy đó, thì mình bị phạt 10 phần như vậy hay là hai chục hay ba chục phần trăm cộng vào bốn năm phần trăm cộng vào luôn như vậy là cái giá nó cũng hơi cao thì khi đó mình đến tuổi mình gia nhập mà mình thấy rằng bởi vì cái phí cao quá thì mình khuyên là hãy nhìn vào những chương trình ở tiểu bang của mình xem có được hỗ trợ không để mà gia nhập liền ha quý vị yeah. còn nếu mà sau này mình bị phạt thì mình cũng nhìn vào những chương trình ở tiểu bang của mình để xem coi có, có hỗ trợ được để trả cái phí cho mình bao gồm cái phí bị phạt hay không luôn hả quý vị thì đây là một tí mình muốn chia sẻ về đề tài này cũng như trả lời vài câu hỏi những quý vị hỏi và khi làm việc mình gặp nhiều quý vị có những câu hỏi tương tự như vậy có gì mình sẽ trả lời những video sau chào quý vị